Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 9 tháng 4 năm 2021, như em mình có lời dừng kiển của anh Vũ để review với anh em là 11 pho mai ha, trong đó có 2 pho mai tứ quý và 9 pho mai vàng nha anh em. Để mình sẽ lựa từ cây số 1 tới cây số 11 cho anh em xem ha. Đây là cây số 1, cây mai tứ quý 4 mùa hoa nở nha anh em. Để VIP ha, thân sạch nha anh em. Thân có dụng lắc luôn ha, khá đẹp. Mã số 1 là pho mai tứ quý nha anh em. Thân trực quay cảnh đẹp ha. Rồi tiếp theo số 2 là mai vàng. Mình không biết anh Vũ sắp vị trí nào nên quay hạo vậy đó, tự gây cho anh em xem ha. Anh em ưng cái nào thì mình đón xem vô chung kết cho anh Vũ cái đó nha anh em. Đó, đây dáng thú luôn nha anh em, lùng lực sát lớn mà giá mềm. Đó, thằng lắm, giá hôm nay là giá mềm mỏng cho anh em chơi ha, tứ quý luôn nha anh em, tứ quý luôn. Rồi anh Gô coi. Rồi, thì đó đầu tiên là chào tất cả anh em YouTube nha. Hôm nay chương trình lên là có 3 pho tứ quý và 8 pho mai vàng. Mình nhắc anh số điện thoại đi anh Gô. 0907 914 218. Rồi số điện thoại của anh Vũ bổ sung góc trái màn hình hay chữ màu xanh cho anh em dễ quan sát nha anh em. Em bắt đầu cây số 1. Cây mai tứ quý 4 mùa hoa nở ha. Cây thân trực như anh em, có dòng lắc khá đẹp ha. Cây làm cây hay lắm nha anh em. Mã số 1 là tứ quý nha anh em. Mã số 1 là tứ quý. Quá trời cục đế nè anh em ơi. Đặc biệt cái tay cành nó bự bự ha. Giờ anh em chọc bo vô là chơi sướng ha. Cây thông thoáng sạch sẽ ha, đang bóp vót ha. Cây nó có cái giọng nó hơi lắc nhẹ ha. Quá đẹp. Đặc biệt cục đế nó thì anh em có nói rồi. Đế nó là quyết ha. Đế nè, đế từ mai bự bự mà đế gì ha. Đế lực lực không nè, đế nào ra đế đó ha nè. Đế cùng tay không ha. Cây này ngoài gì đế cũng có nghe nè. Quá gắt. Đế 24 giờ ha. Không chống mặt nào ha. Mã số 1 là tứ quý nha anh em. Mã số 1 là tứ quý. Rồi, cho thông số ha. Rồi, cho thông số nhanh gọn lẹ lên gục thôi. Không để anh em chờ đợi lâu. Hoành thăng ngay vị trí này là 45 nè anh em. Hoành thăng là 45. Đo ngay vị trí này ha. Rồi. Đo cái cũ luôn gục, cái dai cũ nè. Rồi đó đây, cái hậu đây nè, mình đo hai thước cho anh em xem chứ đó. Đúng rồi. Đúng rồi. 53 nha anh em. 53, cái hậu là 53 nha anh em. Chiều cao 1,5 m ha. Chiều cao 1,5 m. Đường kính bầu là 61. Đường kính bầu là 61. Rồi cái mã số 1 mở màn này giá sao anh gọi coi. Rồi cái mã số 1 giá 7,8 nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi, tiếp theo mã số 2 là pho mai tứ quý 4 mùa hoa nở nha anh em. Cái quái ha, ba đu nha anh em. Cây này ba đu này giờ anh em chọt cho ba bo ha. Đó, ha. Đúng rồi. Chơi cây quái nha anh em. Cây nó ngồi hình như thú ngồi ha anh em. Đã ha. Quái nha anh em. Trước đây nó có hai cái giò này nữa ha. Lên 4 tượng ha, cây có đường chơi ha anh em. Lọc qua lệnh chơi ha. Cây này bự lắm nha anh em. Bút mấy 50 gì đó ha. À, có được đánh lên nữa nè. Tài vậy đó ha, nè thấy không? Rồi, thông số lên cột coi. Mã số 2. Cái gai nhân thú ngồi nó thú ngồi vậy nè. Đặc biệt nó tới 3 đuôi luôn ha. 3 đuôi đó mà chọt bò cho nha anh em. 44 hoành thăng nha anh em. Rồi, hoành thăng là 44. Chiều cao là 45. Chiều cao là 45. Đường kính bầu 44. Đường kính bầu 44. Rồi cái mã số 2 giá sao anh Ngột ơi. Rồi cái mã số 2 giao lưu anh em giá 3,6 ha. Rồi cái mã số 2 giá 3,6 nha anh em. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền tứ quốc ha. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng là pho mai tứ quý nha anh em. 4 mùa hoa nở ha. Thân trực để đẹp nha anh em. Để cũ đẹp ha. Mã số 3 là tứ quý nha anh em. Mã số 3 là tứ quý. Ồ, để cũ thân trực ha. Tay cạnh ha anh em. Giờ chọc bo lập cái mâm sôi ra mình chơi ha. Gực gỡ luôn ha. Rồi, cho thông số luôn gục ơi. Cái là 1 2 3 là tứ quý nha anh em. Rồi. 30 hoành thăng nha anh em. Hoành thăng là 30. Cái đế tổng của nó là 73 ha nè, ha nè. Cũ đế tổng là 73. Đặt của nó ha. Chiều cao 78. Chiều cao là 78. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Rồi, cái mã số 3 này giá sao anh gục ơi. Rồi, cái mã số 3 này
Rồi cái mã số 3 giá 1,6 triệu nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 4 là mai vàng nha anh em. Cái mai vàng ha, lùng lực. Để whip cho anh em. Sát lớn ha, giá mềm. Cái nó quanh nó 50 năm mấy đó ha anh em. 50 năm mấy à. Giá thì mềm hay đặt cái cũ cam S ha. Cũ lắm cái cũ này mà nè. Để nó thì đóng tứ diện bốn mặt ha. Để mình gắt ha nè. Bị cũ dữ lắm cái cũ ha. Rồi cho thông số luôn anh gục. Rồi dưới cái mắt này đi ha, dưới đầu ngay mắt bự lắm à. Dưới mắt em nói là 49 ha. Bình thân là 49. Đó trên đây cho hai thước cho anh em đi ha. Rồi. Ở trên đây là 45 ha anh em. Rồi cái eo là 45. Chiều cao là 88. Chiều cao là 88. Đến bầu 57. Đến bầu 57. Rồi cái mã số 4 cái mai vàng này giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 4 với 5,8 nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mọi miền tao quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 5 là cái mã vàng dán thú nha anh em. Mã vàng dán thú ngồi ha. Thăng lực nha anh em. Nguyên thú ngồi ha anh em. Nguyên thú ngồi luôn ha. Để bắp cuộn cuộn nha anh em. Cây này anh em về chơi phá để này cũng được rồi nha anh em. Đâu. Đó. Anh em về chơi phá để này là thành cái giò, hai giò ha. Ở đây có đuôi luôn ha. Anh em thấy không? Nguyên thú quẩy đuôi ha. Mình để cho đặc sắc thôi, tỷ anh em nào muốn khóa thì khóa. Cái lưng nó một bệ, đẹp lắm nha nè. Đó, cái lưng nữa nè, xà bá ha. Mã số 5 là mai vàng nha anh em. Mã số 5 là mai vàng, dán thú ngồi nha anh em. Để lực nha. Để nào ở đó ha, em ơi nè. Rồi thông số luôn ha. Rồi, cho thông số luôn gục coi. Quỳnh Thắng nha anh em. Quỳnh Thắng là 33. Cũ dữ lắm nha anh em. Cũ em nói là 94 nha anh em. Cái cũ là 94 nha anh em. Cũ đặt của nó là 9 mấy ha. Chiều cao là 49. Chiều cao là 49. Từ cái bầu là 50. Từ cái bầu là 50. Rồi cái mã số 5 giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 5 này giao lưu anh em giá của nó là 5,6 nha. Rồi cái mã số 5 giá 5,6 nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 6 là cái mai vàng thăng lắc nha anh em. Mã số 6 là mai vàng thăng lắc nha anh em. Giá sinh viên cho anh em tập chơi trải nghiệm ha. Đó, rồi cho thông số luôn gục ơi. Thăng lắc luôn nha anh em. 23 Quỳnh Thăng nha anh em. Quỳnh Thăng là 23. Bệ cũ nó là 41. Bệ cũ là 41. Chiều cao là 89. Chiều cao là 89. Đỉnh bầu 35. Đỉnh bầu 35. Rồi cái mã số 6 này giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 6 giá 900k nha anh em. Hảo cho anh em với sếp mọi miền tôi quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 7 cũng là mai vàng thăng lắc nha anh em. Cái mai vàng thăng lắc đế cũ ha. Đế cũ khá đẹp nha anh em. Đó. Đế đặc luôn ha, thăng lắc. Đế hàng 4 giờ ha. Cho anh em chơi ha. Rồi thông số ha. Rồi cho thông số lên gục coi. 21 Quỳnh Thăng nha anh em. Quỳnh Thăng là 21. Bài cũ đặt là 35. Chiều cao là 76. Chiều cao là 76. Đường kính bầu là 33. Đỉnh bầu 33. Rồi cái mã số 7 này giá sao anh gục ơi. Rồi cái mã số 7 này cho luôn em giá 1,1 triệu ha. Rồi cái mã số 7 với 1,1 triệu nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tôi quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 8 là mai vàng nha anh em. Cái mai vàng bonsai đế cũ ha. Mai vàng đế cũ ha nè. Mã số 8 là mai vàng. Rồi cho thông số luôn gục coi. 30 Quỳnh Thăng nha anh em. Quỳnh Thăng là 30. Bãi cũ là 54. Bãi cũ là 54. Chiều cao 47. Chiều cao là 47. Đường bầu 44. Đường bầu 44. Rồi cái mã số 8 này giá sao anh gục coi. Rồi cái mã số 8 này giao lưu với em giá nó 1,2 triệu ha. Rồi cái mã số 8 với 1,2 triệu nha anh em. Hỗ trợ anh em ship bọn miền tao quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 9. Mai vàng bonsai để bàn để đặt nha anh em. Đó. Để bánh mì đặt gột ha. Mã số 9 nha anh em. Mã số 9 là mai vàng. Thằng nó có giọng chữ C luôn ha anh em. Cây này về anh em về mình mua chậu cổ nhỏ để lên mình chơi ha, bưng tới bưng lui ha. Đặc biệt đế trong nó còn lót cái ngắt này nha anh em. Em nhìn nè. Cũ
cũng cứng ở trong rồi ha. Cây này khá cây lắm nha anh em. Đẹp, chơi đẹp. Rồi, cho thông số luôn. Quanh thân em nó là 20 nha anh em. Quanh thân là 20. Cái bãi cũ nạc của nó cho đo bãi cũ nạc. Bãi cũ nạc của nó là 42 ha. Bởi cũng nặng là 42. Đứng vào 41. Chiều cao 46. Chiều cao 46. Rồi cái mã số 9 này giá sao anh gột ơi? Rồi cái mã số 9 này giao lưu với anh em, giá của nó là 1.4 triệu ha. Rồi cây mã số 9 với 1.4 triệu nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi gõ. Rồi tiếp theo mã số 10 là mai vàng nha anh em. Cây mai vàng thân trực tại cành đẹp ha. Để 24 giờ nha anh em. Mã số 10. Để cũ luôn nha anh em. Để cũ. Rồi cho thông số luôn gục coi. 33 quần thăng nha anh em. Quần thăng là 33 nha anh em. Củ đặc em nói là tới 90 lần nha anh em. Củ đặc là 90. Củ đế ha. Chiều cao là 74. Chiều cao 74. Đứng bầu 47. Đứng bầu 47. Rồi cây mã số 10 này giá sao anh gục coi. Rồi cây mã số 10 với 3.8 nha anh em. Hảo cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi rõ. Rồi tiếp theo mã số 11, cây mai vàng bonsai lùng lực nha anh em. Cây này nó chỉ 4 đế thôi nha anh em, tứ trụ ha. 4 đế tứ trụ ha. Anh em mà đủ đế để đạo nấy gì nè. Bốn mặt nó chỉ 4 đế thôi, đế đạo nó nấy nè, tứ trụ ha. Còn cây này nếu như mà mình không hình dung ở sau đây tới thì giống hình như con thú hay nè, hai giò nè. Cũng lông bò vậy đó ha. Cây quái hay nè, cây già đang sụ lên sụ luôn ha. Nè anh em coi nè, đang nó đang chảy nè ha. Ở dưới đây bên đây thì sụ hết gốc này nè ha. Cây sắc lớn này nè. Mã số 11 là mai vàng luôn nha nè. Mã số 11 là mai vàng. Rồi cho thông số luôn gục ơi. 46 hoành thăng nha nè. Hoành thăng là 46. Chiều cao là 50. Chiều cao là 50. Đường kính bầu là 52. Đường kính bầu là 52. Rồi cây mã số 11 này giá sao anh gục ơi? Rồi cây mã số 11 này giao lưu với anh em, giá của nó là 4.3 triệu ha. Rồi cây mã số 11 với 4.3 triệu nha anh em. Hỏi cho anh em ship mọi miền tới quá ha. Rồi cây mã số 11 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào ưa thích cái nào gọi lại trực tiếp với anh Vũ là số 0907914218 nha anh em. Anh em nào quý chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có động lực săn cây và đi hình phục vụ cho anh em. Thằng ái chào anh em, hẹn anh em đuôi sau mới nhất sớm nhất.